Vâng, cửa hàng Miro xin mến chào toàn thể các bác nhé. Trong một video ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu đến toàn thể các bác cũng anh em một mẫu loa phải nói cực độc cho các bác ở trên tay nhé. Dòng loa của RCEP anh nhé, trụ bát RCEP, bát tép RCEP chung. Bác nhìn quả chung thì bác chất được quả bát từ 19 họng 76 anh nhé. Mã hiệu bên loa bên ngoài của nó là PHD. Dòng loa 3 đường tiếng dài lời rất là trong trẻo, bác cùng nghe đang nghe tiếng nhạc và cái bát nó thì tiếng bát rất là sâu nếu bác sử dụng lạc sàn. Căng nó mặt chưa căng trắng bác nhá. Họng chép kèn trung lớn, trung màng sự màng bóng trong nước. Anh em là loa trợ lời đây, hát gia đình một đôi này thoải mái rồi, tẹt ga rồi. Nói đến RCEP có biết thì lô RCEP cái đây khoảng được hơn tháng em về một lô hơn 20 đôi nhưng nó chỉ là 2 đường tiếng thôi. Cháy hàng thì hôm nay một em giới thiệu bác là lô ấy tổng nó có tầm 11 đôi thôi bác nhá, không nhiều. Bác nhìn cái chung của nó kìa, chung màng bóng nhá. Giống y xì như cái chung của dòng hôm trước, cái dòng gì thương hiệu của Mỹ nhỉ? Với em giới thiệu bác em quên tên loa đấy rồi. Chung chép mà bóng. Đây bác nhìn bát RCEP ở ngoài là viền nó này. Viền cái nội tẩm dầu hai lớp nhá. Côn 76. Rất là đẹp, ở bên có hai ke PHD. Mặt căng trắng. Lô này về đẹp lắm các bạn. Thiết kế đằng trước hai ống thoát hơi phía trước cực kỳ gọn, y xì như dòng B3ZS 2115. Đây, sử dụng bát RCEP bãi xịn. Mã của nó là MB12G 301. Công suất là 400W được quả bát này bác nhé, cực đại 800W, công suất con loa rất là lớn. Made Italia. Gông xương của đây bác nhìn chung này. Chung con này nó phải từ nó rơi khoảng độ 10 khoảng 14 bác nhá. Chung khoảng 12 14 bác nhá. Còn củ chép, chép nó to bằng chung luôn. Củ chép PNC. Củ chép là bác. Để nó giống như cỏ củ chép cái phễu chóp này, EC dòng CBL bác nhá. EC thôi, thiết kế EC như dòng CBL. Mã trên là BMF. Đấy. Rất là chất nhá, giá em sẽ xả luôn. Có chục đôi thôi. Bình thường một đôi loa thông thường RCEP một bát một chép thôi em đã bán nó rơi ngoài 38 triệu 8 đến 9 triệu rồi, thì đôi loa em sẽ xả bác giá rất bình điểm để thanh yêu đề cho anh em. Bát từ 19 họng 76 các bác nhá. Bác nhìn của cô này, đối sản phẩm này em bao zin bao xịn các bác nhá. Cặp loa này rất là chất luôn, số lượng không nhiều, có 10 đôi. Đợt này về hàng hay này tẻ lắm bạn, mỗi lần được ít nó không nhiều nữa. À vừa khó về quá. Cái bắt cái xương người. Xương vành vừa gấu không? Bên trong phân tần bông bông mút mút trứng không nhá. Phân tần con này khá là gấu các bạn. Nó sử dụng 3 quận cảm thôi. 3 trở và 2 tụ. Và chính xác là 4 quận cảm hơn, cái một quận cảm tròn kia. 2 tụ còn lại 2 tụ các nhá. Tụ bãi xịn xè, bác nhìn ở cái tụ đen, bác nhìn độ chất của nó rồi. Đấy. Hôm nay em review bác thông báo và các bác có thể nghe luôn chất âm và cũng như là review mẫu sản phẩm này, một mẫu loa cực kỳ chất RCEP mời mình về 3 đường tiếng cực kỳ hiếm. Thị trường để mà nhập được những dòng loa 3 đường tiếng mà RCEP này rất là hiếm các nhá. Đấy, bác có tranh thủ với mức giá tốt thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên đơn vị Hiếu Minh Auto có địa chỉ tại 364 Quang Trung Hà Nội. Đây tổng quan nó sử dụng thùng cân không nhá. Rất là đẹp các nhá. Là về cân này. Cân này là tiếng bát sâu lắm các bác ạ. Đây công suất thông thường của nó mà min thôi nhá. Power 550W này các bác này. 500W là min thôi nhá. Vì cái củ bát kia là 400W rồi, chưa tính củ chép của chung thì đây công suất min nó là 550W rồi. Cực đại của bát này là 800W, đẩy đánh được cặp loa này. Các bác chơi phải công suất nó tầm 1000W trở lên cho em. Độ nhạy 98dB, độ trở 8 ohm. Cầu ở đây. Dòng loa này các bác có thể để trong gia đình đánh ở không gian độ phả từ 35m2 hát trở về cho em, 30-35m2 là hợp lý các nhá. Về căng lưới đằng trước màu trắng rất là điểm màu đen rất là đẹp. Cái thiết kế màu trắng này nó ít xì như dòng lưới của một số dòng như là Tanloy. Nói lại nói loa nghe nhạc vì nó ba đường tiếng mà thiết kế nó tựa như Tanloy. Đấy. Vì nó có căng trắng này nhìn em nhìn kết lắm. Để thông báo bác trên kênh anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị Hiếu Minh qua hai số điện thoại online 0919182223.
hoặc 038 984 0238 để tư vấn lên đơn trích code CD bác nhé.